Nói đến cá trám cỏ là ta biết cá trám cỏ nó tốt vô cùng sức khỏe cho mọi người. Nhưng mà có một số người và số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn cá trám cỏ. Bởi ăn vào chúng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và nó xấu đi cho sức khỏe. Nên những người có bệnh và những người này không nên ăn cá trám cỏ. Bệnh gút, sơ gan, rối loạn chức năng gan, dị ứng với hải sản, rối loạn tiêu hóa. Có bệnh vô sinh là vui lòng đừng ăn cá trám cỏ. Ăn cá trám cỏ không tốt gì cả cho sức khỏe và bệnh của mình. Cho nên những người có bệnh gút không nên ăn, sơ gan không nên ăn, rối loạn chức năng gan, dị ứng với hải sản, rối loạn tiêu hóa, có bệnh vô sinh là vui lòng đừng ăn thì nó tốt cho căn bệnh của mình, bà con à. Ngoài ra cá trám cỏ nó tốt cho thận, nó mạnh dinh dưỡng vì bình can sáng mắt, nó thấp hớp lợi thủy hư nhược, nó sáng mắt thấp khứ phong lợi thủy hư nhược, mất nước phù nề thận tê thấp. Nhưng mà không phải tốt mà ăn bao nhiêu cũng được bà con à. Ta chỉ nên ăn 300g cá trám cỏ, ăn bình thường như các loại cá khác. Nếu ta ăn liên tục trong 6 ngày thì chúng ta nghỉ một ngày nha bà con. Chúc bà con ra vui, trẻ, mạnh khỏe. Xin chào.